Rồi bây giờ mình sẽ sửa quyển ha, mình sẽ sửa quyển. Bây giờ đầu tiên là Hòa với Long ơi, mấy em thuộc về khoa chất lượng cao chứ không phải khoa điện điện tử, ngành là ngành điều khiển tự động chứ không phải thuộc về bộ môn điều khiển tự động. Cái này mấy em coi lại mẫu nha, có thể sai rồi đó. Mấy cái này hình như chưa đúng mẫu nè, em coi lại đi, mẫu này hình như có vấn đề đó, thầy đâu về thấy nó là lạ. Mấy em thuộc về khoa đào tạo chất lượng cao chứ không phải khoa điện điện tử, cẩn thận cái này như sai rồi đó. À, khoa khoa đào tạo chất lượng cao rồi, sai mấy cái này hết rồi. À, mấy em để header footer đánh số nữa đi, đánh số nữa đi, sao thấy trống trơn không có số gì hết vậy nè. Thôi được rồi, mấy em gửi cái phiên bản mới đi. Còn bắt đầu từ cái nè, chỗ này bị lỗi nè, vị trí octop error bookmark nè, bị lỗi rồi. Trời ơi, gửi cho thầy gửi bản hoàn thiện đi, gửi kỳ cục quá. Rồi bắt đầu vô. Số 1. Bắt đầu nội dung nè, 1 2. 1 tổng quan, 2 cơ sở lý thuyết. Bây giờ thời điểm nó cũng nè, khoảng trắng, thầy đã nói rồi không có khoảng trắng ở đây. Khoảng trắng mấy em chưa triệt khoảng trắng mà đã gửi cho thầy rồi. Chưa triệt khoảng trắng mà đã gửi cho thầy rồi, đâu có sửa gì đâu. Gửi cho thầy file doc nha, đừng có gửi coi docx. Docx mà máy nhiều khi nó nè. Nó nhảy tùm lum hết nè, vị trí ốc top. Nói chung gửi cho thầy bản hoàn thiện hơn đi, mấy cái này em sửa cũng còn quá ẩu đi. Mấy em vẫn còn để khoảng trắng lung tung lắm. Rồi nói chung là tới đây thì nói chung coi như được đi. Cái khúc này mấy em bắt đầu đề cập vô phần cứng nè. Là mấy em phải đánh số. Nè, đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó. Rồi đã chú thích là số 1 tức là link 1, số 2 là link 2, số 3 là encoder gắn lên link 1, số 4 là gì đã đánh số lên hình. Ha. Mấy em đánh số giống như cái này nè. Em đánh số giống như cái bài này cho thầy. Mô hình chụp hình nè, xong rồi đánh số 1 2 3 4. À, đánh số 1 2 4 5 6 rồi chú thích là cái gì? Ghi càng chi tiết càng tốt, càng dài càng tốt ha. Bệ là gì? Link 1 là gì? Link 2 là gì? Encoder gắn với link 1 là gì? Encoder gắn với link 2 là gì? Bo này có nghĩa là gì? Bo gì? Bo gì vậy đó. Ghi cho kỹ vô ha. Rồi xong gửi qua thầy nữa ha. Nói chung số trang là ổn rồi. Gửi cho thầy file Word lẫn file PDF của cái file Word đó luôn nha.